Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất của trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau thời gian hạn chế dịch COVID-19. Nhiều cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với nước ta, liệu Việt Nam có thay đổi cách phòng dịch COVID-19 hay không? Những lo ngại về biến thể mới, bên cạnh đó là niềm hy vọng du lịch khởi sắc, cơ hội giao thương hàng hóa. Tất cả sẽ cùng được phân tích trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Nhưng trước hết, xin mời quý vị hãy cùng với những hình ảnh đầu tiên tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam vào ngày đầu Trung Quốc mở cửa. Những hình ảnh bên cạnh tôi đây sau gần 3 năm mới xuất hiện tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Dù 8 giờ mới chính thức mở cửa khẩu, nhưng hàng ngàn người đã xếp hàng dài tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Những người này chủ yếu là công nhân người Trung Quốc làm việc tại các khu công nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trở về quê ăn Tết. Họ đã được thông báo từ trước về quy định xét nghiệm COVID-19 của chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc. Theo đó, công dân Trung Quốc khi xuất cảnh từ Việt Nam và nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 48 tiếng. Công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba tạm thời vẫn chưa được phép nhập cảnh vào Trung Quốc. Để hỗ trợ kịp thời cho những người dân Trung Quốc chưa làm xét nghiệm COVID-19, chính quyền thành phố Móng Cái cũng cắt cử cán bộ y tế sẵn sàng lấy mẫu xét nghiệm cho những công dân chưa biết thông tin phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trong 2 tiếng đầu giờ sáng, hơn 1.000 người Trung Quốc đã xuất cảnh để hồi hương về quê ăn Tết. Số người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam là gần 100 người. Việc Trung Quốc thôi áp dụng chính sách Zero Covid đã tạo điều kiện thuận lợi mở cửa hoạt động xuất nhập cảnh đối với người dân hai nước. Vâng, đây là những công dân Trung Quốc đầu tiên hoàn thiện các thủ tục và chuẩn bị xuất cảnh về nước. Có lẽ khi bước qua vạch phân định tại khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc sau gần 3 năm gián đoạn, những ngư dân này đều có những cảm xúc hồi hộp, xúc động, đặc biệt là khi dịp Tết cổ truyền đang đến rất gần. Việc Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch là một bước ngoặt lớn trong công cuộc phòng chống đại dịch của Trung Quốc. Còn với nước ta, đó có thể là những tín hiệu mừng về giao thương, xuất nhập khẩu, du lịch. Mặc dù vậy, dịp Tết Nguyên đán 2023, việc phòng chống dịch COVID-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một số người lại lo ngại việc Trung Quốc mở cửa sẽ dẫn đến nguy cơ virus SARS-CoV-2 theo chân dòng người thâm nhập vào nước ta và khiến cho dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở nước ta. Vậy nguy cơ này có lớn hay không và chúng ta cần làm gì để giảm thiểu nguy cơ này? Các chuyên gia nhận định, việc mở cửa biên giới có thể dẫn đến nhiều ca nhiễm nhập cảnh vào nước ta, nhưng Việt Nam khó bùng phát dịch trở lại do tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhiều người từng nhiễm nên đã có miễn dịch cộng đồng. Thực tế, Việt Nam cũng đã bãi bỏ xét nghiệm ở cửa khẩu từ rất lâu và hiện đang kiểm soát dịch tốt. Phó giáo sư Trần Đắc Phu, cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho biết, chúng ta đã mở cửa từ lâu rồi, nhưng mà hiện nay là Trung Quốc bắt đầu mở cửa, nghĩa là có người từ Trung Quốc sang nước ta làm ăn tăng lên, đặc biệt là du lịch. Các bạn biết là môi trường du lịch của Việt Nam cũng là một môi trường mà rất nhiều khách Trung Quốc ưa chuộng. Khi mà sang, chắc chắn bên cạnh những cái người không bị nhiễm COVID-19, vẫn có cả những người đang nhiễm COVID-19 mà họ không có triệu chứng, chúng ta không biết được. Thế nên, khi cứ tiếp xúc với người dân Việt Nam thì chắc chắn người Việt Nam sẽ bị lây bệnh. Nhất là những người làm trong các khâu dịch vụ có sự giao tiếp với người nước ngoài như là cơ sở du lịch, các doanh nghiệp. Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 có thể tăng, Việt Nam vẫn cần tiếp tục phòng bệnh linh hoạt, đồng thời tiêm vaccine COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bởi đây vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch, đồng thời chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh, tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác. Phó giáo sư Trần Đắc Phu nói, tôi cũng hy vọng rằng khi người dân Trung Quốc tràn sang có thể có những ca tăng lên, nhưng dựa vào sự miễn dịch của chúng cũng có thể không bị bùng phát mạnh. Ở đây, bùng phát là tôi muốn nói rằng là không bị quá tải hệ thống y tế, không bị tử vong, chứ có thể có số ca nó cũng tăng lên. Nhưng bởi vì chúng ta đã có miễn dịch, thì nếu chúng ta có mắc thì triệu chứng nó cũng nhẹ. Trong lúc này chúng ta không chủ quan, nhưng chúng ta cũng không nên làm thái quá để chúng ta mở cửa.
Tôi cho rằng đây cũng là một cơ hội cho Việt Nam để chúng ta phát triển làm ăn kinh tế. Thế nên trong lúc mà Trung Quốc mở cửa, chúng ta có rất nhiều thương vụ làm ăn kinh tế chúng ta vẫn phải thực hiện. Nhưng ý tôi muốn nói tới vấn đề nới lỏng nhưng không buông trôi, thả lỏng. Nới lỏng đồng bộ, có mở cửa thì mới có du lịch thì mới có khách sạn thì mới có các hoạt động khác, có thu nhập kinh tế. Việt Nam sắp đón Tết Nguyên đán, nhu cầu di chuyển nhiều nên vẫn cần cảnh giác, có ý thức bảo vệ sức khỏe như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Không chỉ phòng chống dịch COVID-19 mà còn ngừa nhiều bệnh hô hấp khác của mùa đông xuân. Đặc biệt người già, người miễn dịch yếu, người bệnh nên cần hạn chế đi lại. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu ngày hôm qua, Trung Quốc cũng đã gỡ bỏ tất cả biện pháp xét nghiệm acid nucleic. Phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh. Việc Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp xét nghiệm cách ly phòng dịch COVID-19 được đánh giá là cơ hội lớn cho xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam. Trong giai đoạn Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, hoạt động xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp qua thị trường này gặp nhiều khó khăn khi không chỉ lượng hàng xuất khẩu giảm, giá giảm mà thời gian thông quan kéo dài khiến chi phí tăng lên. Mặc dù vậy, đối với ngành thủy sản, năm 2022 xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc vẫn tăng mạnh mẽ với kim ngạch xuất khẩu tăng gấp đôi. Do vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới sẽ là cơ hội lớn đối với ngành thủy sản của Việt Nam. Ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ ngày hôm qua mở cửa thị trường Trung Quốc thì có thuận lợi gì không? Theo tôi là rất thuận lợi. Thứ nhất là về đường biên giới trên bộ. Toàn bộ năm vừa rồi là các loại hàng sống gần như đi trên bộ mà không đi được đường bộ thì tắt toàn bộ hàng sống. Đặc biệt là những mặt hàng có giá trị cao như là cua, tôm hùm, tôm thẻ và tôm sú sống. Khi mở cửa thì các mặt hàng này sẽ tăng mạnh. Thứ hai là sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc. Tức là toàn bộ năm vừa qua tất cả các nhà hàng đóng cửa. Nhưng mà khi mở nhà hàng ra, các loại mặt hàng sống như là mặt hàng cao cấp mà tôi vừa lấy ví dụ như là tôm, cua và các mặt hàng sống khác sẽ tăng rất là mạnh mẽ. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam cũng nhận định rằng cá tra Việt Nam sẽ là mặt hàng có thể lấp đầy khoảng trống cá thịt trắng từ Nga và thị trường 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Ngoài thủy sản, đối với ngành chăn nuôi cũng mở ra rất nhiều cơ hội về triển vọng xuất khẩu sang thị trường này. Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, đầu năm 2023 này, Cục sẽ hoàn tất để trình lãnh đạo Bộ cũng như là đề nghị phía cơ quan của Trung Quốc trình với các cơ quan có thẩm quyền Trung Quốc để 22 bộ sẽ ký đảm bảo các thỏa thuận về vùng an toàn về lở mồm long móng. Khi chúng ta đã có được sự chấp nhận của hai nước thì việc sản xuất chăn nuôi bao gồm gà, lợn, gia súc, gia cầm sẽ rất là thuận lợi trong các khâu xuất khẩu trong thời gian tới. Cùng với ngành thủy sản, ngành chăn nuôi mặt hàng trái cây, hoa quả và nhiều loại nông sản khác của Việt Nam cũng mở ra cơ hội tăng trưởng rất lớn khi chính sách Zero Covid được gỡ bỏ. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong nửa cuối tháng 12, Thủ tướng gọi điện chỉ đạo tất cả lãnh đạo bộ phải quán triệt các địa phương, đặc biệt các tỉnh phục vụ các địa bàn để mở cửa tối đa thị trường Trung Quốc. Nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay chiếm hơn 17% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Việc mở cửa biên giới trở lại của Trung Quốc sau dịch COVID-19 xuất khẩu nông sản sẽ tăng cao hơn trong những tháng tới của năm 2023. Thị trường Trung Quốc chiếm tới 1/3 lượng khách quốc tế tới Việt Nam. Khi Trung Quốc mở cửa biên giới cũng sẽ mở ra cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam. Từ ngày hôm qua, các hãng hàng không Việt Nam cũng chính thức khai thác đường bay thường lệ đến Trung Quốc nhằm phục hồi thị trường hàng không, đẩy mạnh du lịch giữa hai nước. Cụ thể, Vietnam Airlines khôi phục toàn bộ đường bay giữa Hà Nội với Nam Kinh, Thượng Hải, giữa Thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Châu, tần suất 6 chuyến mỗi tuần. Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng khai thác các chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Thâm Quyến, Hàng Châu, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Vũ Hán với 6 chuyến mỗi tuần. Từ ngày 23 tháng 1, hãng khai thác thêm chặng từ Cam Ranh đến Trường Sa, Thành Đô. Hãng Pacific Airlines khai thác các đường bay Hà Nội đi Hàng Châu, Nam Ninh với 2 chuyến mỗi tuần. Hãng cũng có kế hoạch bay đến Quảng Châu và Phúc Châu từ mùa hè tới. Bamboo Airways tiếp tục khai thác đường bay Hà Nội-Thiên Tân với 1 chuyến mỗi tuần.
Để nhập cảnh Trung Quốc, hành khách cần có đủ giấy tờ theo quy định của phía Trung Quốc như giấy xét nghiệm PCR 48 tiếng trước giờ bay, không cần xin mã sức khỏe từ Đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài, nhưng phải đến kết quả xét nghiệm và thẻ xin mã sức khỏe nhập cảnh hải quan tại sân bay đến. Không chỉ mở ra cơ hội đối với ngành du lịch Việt Nam, sự trở lại của du khách Trung Quốc được kỳ vọng góp phần tạo động lực cho nhiều quốc gia, trong đó có những nước Đông Nam Á, từng bước hồi phục và phát triển sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Với việc không yêu cầu xét nghiệm âm tính COVID-19 trước khi nhập cảnh, ngành du lịch Thái Lan sẽ cùng với các quốc gia Đông Nam Á khác trở thành những nước hưởng lợi đầu tiên từ việc Trung Quốc chấm dứt các quy định kiểm soát biên giới của họ. Thái Lan dự kiến sẽ đón ít nhất 5 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc đến trong năm nay, khoảng một nửa số lượng được ghi nhận trước đại dịch COVID-19 khi Trung Quốc mở cửa lại biên giới từ ngày hôm qua. Dok Chan Gopwe, chủ tiệm massage Bangkok, Thái Lan cho biết: "Tôi sợ COVID-19 nhưng tôi vẫn muốn làm việc. Tôi vẫn muốn du khách Trung Quốc quay trở lại vì tôi cũng sợ cảnh chết đói." Tại thiên đường du lịch Bali ở Indonesia, các nhà hàng khách sạn cũng đã sẵn sàng đón làn sóng du khách từ Trung Quốc quay trở lại. Năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 xảy ra, Indonesia đón gần 2 triệu khách Trung Quốc. Đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với xứ sở vạn đảo. Ikomang Zengel, quản lý nhà hàng Happy Chappy Bali Indonesia nói: "Nhà hàng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về dịch vụ cũng như nguồn cung ứng thực phẩm. Một số cơ sở lữ hành đã hợp tác với chúng tôi để đón du khách từ Trung Quốc quay trở lại." Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, lượng hành khách trong cuộc đại di chuyển mùa xuân mang tên Xuân Vận dịp Tết Nguyên đán năm nay của nước này có thể sẽ đạt gần 2,1 tỷ lượt người. Nhiều điểm đến như Australia, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và một số nước EU đều yêu cầu khách đến từ Trung Quốc nhập cảnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Do đó, Đông Nam Á đang là một điểm đến hấp dẫn đối với hàng triệu du khách Trung Quốc. Thưa quý vị, vừa rồi bản tin tổng hợp về ngày đầu Trung Quốc mở cửa trở lại tại biên giới cùng với nhiều cơ hội mở ra. Hy vọng rằng tất cả mọi người đều có ý thức phòng chống dịch COVID-19 để đón chào năm mới 2023 với thật nhiều niềm vui, ý nghĩa và trọn vẹn. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!